phát bắt trúng. Người chơi sút bóng vào thùng xe đang di chuyển ra xa dần. Mỗi người phải đá liên tiếp 20 quả bóng. Mỗi cú sút thành công được tính 1 điểm. Hai người chơi có số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng. Có vẻ như là lúc này 4 thành viên của đội Rabona có phần hơi căng thẳng khi mà mình phải bước vào vòng nội chiến. Nhưng mà không sao, các bạn thấy đó là ca sĩ Chi Dân của chúng ta từ ban bình luận đã xung phong xuống tận sân cỏ để mà thử chơi trò chơi này để mà ủng hộ tinh thần của các bạn. Chi Dân thấy cái thử thách trong vòng nội chiến như thế nào? Bạn nghĩ là mình có làm được trò này không? Bản thân Chi Dân thì từ trước lúc nhỏ thì cũng có tham gia đá bóng trong trường. Cho nên là cái chuyện mà học chuyên ngành thì cũng có lẽ là cũng dễ đối với lúc trước thôi, bây giờ lâu chứ không bán không biết đá làm sao. Rồi coi như là cũng dễ. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng thi đấu thật tốt để coi như đó là một cái động lực để giúp cho 4 thành viên của Rabona có thể thi đấu tốt ở vòng nội chiến này nha Dân. Okay. Bây giờ xin mời Chi Dân. Bắt đầu rồi đó. Bắt đầu nè. Đó, hay quá vậy. Đó, cái chơi mà. Vậy là hết cơ hội dịp hàng rồi. Trời ơi, Dân ơi là Dân ơi. Rồi bây giờ là bạn bất chấp rồi đó. Bất chấp rồi đó. Cái này là vừa phải đá xa mà xa vô mạnh thì dăng ra, bởi vậy là phải chạm bóng và điểm rơi nó vừa đủ, nên là Panenka là hợp lý nhất. Được một trái thôi. Đó, à giúp qua giúp đó. Kỹ thuật thất bóng như vậy là cũng phù hợp để chơi cái vòng chơi này anh. Đúng rồi, đây là kỹ thuật hợp lý. Không mà Chi Dân cũng không cần phải tiếc đâu. Cái kỹ thuật đá vậy là cũng hợp lý rồi đó. Cũng được đúng không? Cũng không được lắm đúng không? Cũng chính xác rồi đó. Tức là cũng dứt bóng vô điểm rơi. Dứt bóng vô điểm rơi nhưng mà dứt kia không đúng điểm. Chi Dân có cảm thấy hài lòng với sự thể hiện của mình? Mệt quá không biết gì. Coi ảnh. Thực sự ban đầu á, khi mà thử nghiệm á thì thấy nó rất là dễ, tại vì cái này nó đứng yên. Nhưng mà không biết là vào nó lại chạy nhanh như vậy. Có lẽ là mọi người phải giữ bình tĩnh để những cái trái đầu tiên chúng ta xác suất nó rất là dễ vào, nhưng mà cũng rất là khó vào nếu giống như chúng ta hấp tấp. Một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Chi Dân. Như vậy là phần thi đầu tiên của bạn nữ đã bắt đầu. Một trái. Ôi, hai trái. Bạn này đá tốt quá. Tranh thủ lúc mà còn gần là mình phải tương được cho thật nhiều. Đó, bắt đầu càng xa là càng lực càng mạnh thì bóng lại dằn dằn ra ngoài. Ê, đúng là ngạc hai nhiên trái. Nha. Hồi nãy bạn Thư cũng ghi được 3 bàn trong trận thứ 2 đó. Trời ơi, nó càng xa nó càng khó vào. Bốn cái. Trời, nghe nãy giờ hồi nãy nghe Chi Dân nó khó lắm mà. Đó, thấy không, càng xa nó càng khó vào. Bạn Minh Thư là bạn chia sẻ là bạn chơi bóng được từ năm nhất đại học rồi, tức là có kỹ năng tốt. Năm trái rồi phải không? Cái này là phải sút. Sút bóng lên mới vào. Quá hay, quá hay. Kiểu này mấy anh nhìn ngán rồi.
đâu người con gái duy nhất sẽ lọt vào vòng cuối cùng. Cú sút cuối cùng. Trời ơi. Như vậy là lượt thi đầu tiên của bạn Minh Thư đã kết thúc với kết quả là 6 trái banh được đá vào trong thùng và tương đương với 6 điểm, một kết quả không hề tệ một chút nào. Và không biết rằng những bạn nam tiếp theo liệu có vượt qua được số điểm của bạn Minh Thư hay không. Và như vậy là bạn thứ hai là bạn Quốc Tiến đã thi đấu rồi mà ba quả rồi không vô quả nào hết. Mới vô đầu tiên. Những kỹ năng sút Panenka rất là hợp lý. Nhưng mà rất khó. Và xe càng xa thì lại càng khó vô nữa, bởi vì lực càng mạnh thì bóng lại càng căng ra ngoài. Lúc đầu gần á là phải tranh thủ ghi điểm liền, chứ lúc này xa là khó lắm, khó vào lắm. À vào. Kỹ năng rất là tốt, thật là tiếc ở tình huống vừa rồi. Một cú sút rất đúng kỹ thuật Panenka. Chỉ có 2 điểm thôi. Tiếp theo sẽ là phần thi của Phạm Trưởng, người đội trưởng của đội Rabona. Bắt đầu. Cú tăng bóng đầu tiên hơi mạnh chân rồi. Bình tĩnh lại anh Phạm Trưởng ơi. Nhẹ thôi, đúng rồi. Lúc đầu thì cần nhẹ thôi. Dứt bóng phải chuẩn mua bằng chân. Đó, 2 quả. Không được rồi. Bây giờ là phải lực đá mạnh rồi. Thôi, bắt đầu rối rồi. Chiếc xe càng ngày càng xa ra. Sẽ rất là khó. 3 quả. 3 quả, vậy là hơn bạn Quốc Tiến rồi. Tức là phải chích dưới mặt sân cỏ sâu hơn một chút nữa. Chứ còn nếu đá thẳng chân thì sẽ bay ngang, là sẽ bay ra ngoài luôn. Cố lên Phạm Trưởng ơi. Cố lên anh Trưởng ơi. Cố lên anh đội trưởng ơi. Đó, 4 quả. Yeah. Vẫn là những cú đá ra ngoài. Cỡ này thì Linh nghĩ là vào, có được trái bóng vào thì rất là khó rồi. Trời ơi. Vô dạng. Kết thúc. 4 điểm là một kết quả không tệ mà anh Phạm Trưởng đã đạt được. Tuy nhiên anh còn phải chờ phần thi tiếp theo của bạn Du Tiệp để biết rằng mình có cùng với bạn Minh Thư lọt vào vòng sút phạt đền cùng với thủ môn Tấn Trường hay không. Đã bắt đầu phần thi của mình. Bạn Du Tiệp thì bạn là cầu thủ trẻ của câu lạc bộ đào tạo là BVF, Quỹ Đầu tư Phát triển Bóng đá Tài năng Chuyên nghiệp Việt Nam. Có vẻ là bạn Du Tiệp không
nắn nát trong từng pha chích bóng của mình đúng không anh Khôi? Đúng rồi, bạn chọn một cái phương án á là xe càng gần thì bạn đá càng nhanh, càng nhanh, càng nhanh. Tại vì bạn biết là xe mà càng xa thì sút không vô. Nhưng mà chính cái phương án đó nó cũng làm cho bạn nhanh quá, vội quá, phản tác dụng ngược lại. Trái banh được bạn đưa vào thùng. Bốn lượt sút của bốn thành viên Rabona đã kết thúc và cuối cùng thì chúng ta cũng đã xác định được hai thành viên xuất sắc nhất của Rabona sẽ tiếp tục bước vào vòng cuối cùng, vòng đá phạt đền cùng với thủ môn Tấn Trường. Như vậy là ca sĩ Phạm Trưởng và bạn Minh Thư đã được vào vòng trong, đó là vòng đấu quyết định, và cũng rất tiếc cho Du Tiệp và Quốc Tiến khi mà các bạn có thể nói là cũng chưa thể hiện hết được khả năng của mình trong vòng đấu này, đúng không? Tâm lý mình nôn quá, mình không tập trung được, đâm ra là mình không được hoàn hảo về cái phần thi của mình. Dạ thì em cũng tâm lý thì cũng không có vững, thì đá những cú pha đầu thì nó ra ngoài, nó không được như mong muốn, thì càng ngày càng xa thì đương nhiên nó sẽ khó hơn và sức nó không được cao. Chúng tôi cũng rất là hiểu và thông cảm. Có thể là kỹ thuật các bạn tốt nhưng mà tâm lý vẫn chưa vững vàng. Một lần nữa là xin chúc mừng Minh Thư và ca sĩ Phạm Trưởng. Và cũng rất tiếc là phải tạm biệt hai bạn là Du Tiệp và Quốc Tiến. Xin cảm ơn hai bạn đã đến tham gia với chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng bước vào vòng đấu quyết định mang tên Vòng Phạt Đền.